nơi khó chịu nhất trên thế giới. Họ nói với bạn rằng nếu xem video này sẽ khiến bạn tức điên. Họ nói rằng chỉ thiên tài mới xem được video này mà không thấy khó chịu. Họ đã ra giải thưởng 1 triệu đô với những ai có thể hoàn thành video này mà không cảm thấy phát rồ. Cũng bắt đầu thử thách video khó chịu nhất trên thế giới. Ok, giờ cắt cái bánh. Rồi. Ok. Một miếng, ngon. Xin miếng, ngon thế nhỉ. Oh. Mày nghĩ là mày cắt cái kiểu đấy làm tao khó chịu á? Quá là bình thường luôn, quen rồi. Nhà mình toàn cắt như thế, mình có biết cắt bánh đâu. Mình toàn cắt như vậy. Rồi, người ta kèm một đường thẳng. Ok. Cuộc đời anh là một đường thẳng. Chỉ vì gặp em mà rẽ ngang, đúng không? Đấy, hai thẳng song song. Rồi. Là cái máy cào mini để cào hố cát mini nữa. God dang it, chuẩn đấy. Chuẩn đấy. Oh come on, mày không cần phải làm thế với quả cà chua chứ. Có óc chó lợn này. Có óc chó lợn. Ôi trời ơi, có chó lợn này. Ôi, cắt hành làm gì? Trời ơi, sao lại mua hành cái tay? À, God dang it. Tại sao một bài đăng xanh có vài con đỏ nhảy vào đây làm gì? Nó giống như kiểu đồng tính liên ái, nó kiểu là gay gọ, nó kiểu là đang nam nhảy vào nữ, đang nữ nhảy vào nam, đang xăng để pha nhớt thì God dang it. Để trộn bài mới trộn nữa, mày là cái thứ gì khôn như mày quê tao không điểm xích. Ok, khôn như mày quê tao không điểm xích luôn, nó vứt đầy ngoài đường. Ôi kẻ hình tròn, cái kiểu này mình rất hay kẻ ở nhà khi mình không có ba. Và đương nhiên rồi, mày phải làm nó hỏng hết. Yeah. Ok, ngôi sao nhà nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Gì đây? Khá là đẹp. Ngôi sao nữa. Ai làm cái trò đấy? Tại sao người ta lại làm cái trò đấy? Làm gì có ai người ta đang cắt thẳng như này, nhưng cái kéo nó chảo vẹo này. Nó kiểu như là kiểu lực hút từ trường của đất, nó làm như thế. Tự nhiên ai làm như thế? Ok, ai làm kiểu này? Đang cắt thẳng đúng không? Nó phải khéo này, nó cắt. Ồ, hình con chó, con mèo kiểu. Sao chỗ mình không có những kiểu này nhỉ? Đấy, kiểu nó lấy hình dán ra, sau đó nó vẽ lại theo ấy. Khá là thông minh, mình chưa làm cái trò này cả. Ok, cứ vẽ tiếp đi em yêu. Sắp được thành con gì? Đây con gì? Con hải ly à? Hay con hải cẩu? Nó là con chó lợn. Ok. Rồi, nó là con chó lợn. Đấy, mình biết ngay rồi. Cái con đấy chỉ là con chó lợn đấy, còn cái gì nữa? Đúng không? Con chó lợn đúng không? Chỉ là con chó lợn không? Ồ, cái bóc trứng. Ôi, trứng này màu hồng đẹp vậy. Wow. Mày phải bóc cái kiểu đấy à? Tay mày tay gỗ à? Hả? Mày không phải là một thằng có móng tay, kiểu móng tay khủng long. Ok, thấy cái gì đâu hả? Thấy cái gì đây không? Đây mới chính xác là cái móng tay khủng long. Cái móng tay này mới là cái móng tay được quyền bóc trứng kiểu đấy nhá, hiểu không? Còn mày thì không quyền bóc kiểu đấy. Ok, damn it, sao dừng lại? Ok, dừng lại rồi. Oh damn it, dừng lại đi. Ok. Ôi, xếp hình con thỏ trên đồng cỏ ở gần một ngôi nhà. Nice. Làm sao để mất được cái miếng ở giữa như vậy? Wow, thật là tuyệt vời. Mày thì cố tình là mất đúng không? Tại cho mày một ân huệ, ok? Một ân huệ cuối cùng, một chiếc lá cuối cùng. Để sửa lại cho mày cái hình của mày. Tao không chấp nhận mày như thế được, ok? Nào. Thank you.
Đấy, tuyệt vời chưa? Một bức tranh hoàn toàn mới, hoàn toàn đẹp hơn đấy, 100% hoàn chỉnh pro, quá tuyệt vời, quá đẹp, không còn gì có thể bàn được. Tiếp tục. Một đống thìa. Ok. Dĩa. Thìa rồi dĩa rồi thìa. Mày nghĩ thế sẽ làm tao khó chịu á? No. Mày biết tao không nghe tiếng gì đúng không? Không nghe tiếng gì đâu. Tại sao chúng mày cần phải ném? Come on, yếu sinh lý thế. Cái đĩa không ném được. Chết mẹ đi. Mọi người ngu nhỉ. Ok, vào đi em yêu. Vào đi em yêu. Vào đi em yêu. Ồ, viên gì đây? What the heck? Nó làm gì đấy? Không biết là cái viên gì nhưng mà mình có muốn một viên như này. Nhìn đẹp vãi. What the heck? Lại cái kiểu mày cần tao mà phải làm lại một cái bánh như thế không? Oh Mario, Mario, Super Mario. Nhảy đi. Lại thêm Mario, sao nhiều Mario đấy. Mario đóng vai trong cái video này hơi bị nhiều. Ok, rất hay, rất hay, rất hay. Anh ta vượt qua mọi chướng ngại vật, anh ta tàn phá mọi nẻo đường. Anh ta lao thẳng với tốc độ bàn thờ và sân cỏ. Tiếp đi, sao đến đích rồi đấy, sao đến đích rồi. Yes. Mày đợi cái gì? Đợi bố mày đến phả mặt mày à? Hả con chó lợn đấy. What? Cái gì đây hay đấy? Nến à? Ew. Đập đi, đập đi, đập vỡ đi. Đập đi. Yes. 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 Vãi không nghe vào thư mục. Ôi cái này mình gặp bao nhiêu lần rồi. Đậu phộng. Mình thấy cái bản thân đấy. Vãi gặp Pac-Man ạ. Lũ chó. Chúng mày khốn nạn với Pac-Man vãi. Yes. Đổ sập hết rồi. Mọi thứ. Yes. Gì đây? Vãi cả Mắc Coca đấy. Kiểu nó để thêm vào cái sự khó chịu ấy, nó phải kiểu đấy nữa. À, một cái kêu ca mắc ở đấy chưa đủ, nó phải lấy ngay cái chai trên đấy và nó mắc nó vào đấy. Come on, sao cho tao xem nốt đi. Con chó lợn này. Mình phải xem được cái video này. Mình phải xem được cái video này xem nó như thế nào. Yes, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Khủng vãi. Yes, fuck you, ok, mình nghĩ nó không làm được à? Con chó lợn. God damn it, sao mày phải cầm ván trượt mà chạy đâu? Sao mày không nhảy lên? Sao mày không nhảy lên? Rồi một đồng xu. What? Wow. Mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy ma mị nào ấy, kiểu cảm thấy hơi đáng sợ ấy. Thay vì cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy nó ghê ghê nào ấy. Ừ. Thì đây, lại một thứ kiểu đồ họa máy tính à? Vỡ tan nát, rơi xuống. Rồi sao? Không thấy gì đâu. Thế này có gì khó chịu? Why? Tại sao tất cả những cái viên trắng rơi xuống, tất cả viên đen ở trên này, xong viên đen nó lại rơi xuống nữa? Ai? Chó. Xếp hình. Ok. Xếp hình level mấy đây? Có vẻ khá là cao khi nó được nhiều như này. Xuống đi. Ờ đúng không? Mình nghe nó xuống đúng lỗ đấy chứ. Ok, đang đúng lỗ, đang đúng con đường của nó. Đang đúng con đường nó. Yes, vào đi, vào đi em yêu. Tao biết mà, tao biết trước rồi thì tao vẫn không thể dừng lại được. God damn. Lũ con chó lợn. Ok, như vậy là video này đã hết. Các bạn có thắng không? Các bạn có giành giải thưởng 1 triệu đô vì đã không khó chịu những video vừa qua không? Comment phía dưới xem là các bạn có thắng không nhá. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mình ở dưới cỡ.
Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích đừng quên để lại một like và subscribe cho mình. Bấm lên trên để xem những video mới nhất. Bấm xuống dưới để xem những video tương tự như này. Và bấm vào hình avatar của mình để có thể subscribe ngay cho mình ngay bây giờ để đạt được 500.000 sub trước Tết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là Dương Happy Girl. Bye bye.